ngăn chặn phế liệu, rác thải, hàng giả đổ về Việt Nam. Tại hội nghị Tổng cục trưởng Hải quan Nga SEM-13 trong 2 ngày 9 đến 10 tháng 10 ở Việt Nam, 53 đoàn đại biểu là các tổng cục trưởng cao ủy các cơ quan hải quan của các nước thành viên Nga SEM, Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới CO, Liên minh châu Âu và đại diện các đại sứ quán các nước thành viên Nga SEM tại Việt Nam đã cùng dàn xếp nhiều vấn đề quan trọng. Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn, ASEM-13 khẳng định sự chủ động của Hải quan Việt Nam trong việc đóng góp vào định hướng cho hoạt động hợp tác hải quan Á-Âu, góp phần sản xuất sự kết nối và hợp tác khu vực trong lĩnh vực hải quan, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 40 đang diễn ra mạnh mẽ, cùng với đó là việc thế giới đang phải đương đầu với các thử thách về an gian mến mại, an ninh, chống khủng bố, vận chuyển bất hợp pháp hàng hóa nguy hại đến môi trường, làng mạc hội với mức độ ngày càng phức tạp, tinh vi. Một trong những chủ đề quan trọng của hội nghị xoay quanh vấn đề ngăn chặn rác phế liệu. Về sáng kiến của Việt Nam tại ASEM-13, Hải quan Việt Nam đã đề xuất hội nghị tập trung vào chủ đề chiến dịch hải quan xanh nhằm ngăn chặn vận chuyển bất hợp pháp phế liệu và rác thải. Về đấu tranh chống hàng giả, Hải quan Việt Nam tiếp tục có sự hợp tác chặt chẽ và hiệu quả hơn với cơ quan chống hàng giả châu Âu OLAC. Theo Tổng thư ký Tổ chức Hải quan Thế giới CO, Tiến sĩ Kunomi Kuviya, trong môi trường đầy thử thách, Việt Nam đang làm tốt, đạt tăng trưởng 7% hàng năm, đặc biệt Việt Nam đã và đang hấp dẫn nhiều đi. Trong đó, vai trò của Hải quan Việt Nam rất lớn trong việc cải thiện môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Tình báo hải quan triệt phá nhiều tội phạm xuyên đất nước. Chia sẻ với báo chí, bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế Tổng cục Hải quan Việt Nam, cho biết, nằm trong khuôn khổ hợp tác hải quan thông thường ASEM, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với hải quan các nước triển khai nhiều chiến dịch đấu tranh phòng chống tội phạm, đạt kết quả tích cực. Đơn cử, thông qua chiến dịch chống hàng giả của Hải quan Nga SEM mang tên Hygia từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2019, các lực lượng đã thu giữ 200.000 vật phẩm hàng giả, 120 tấn hàng giả bột giặt, dầu gội đầu, tả lót, 4,2 triệu vật phẩm giả khác giày dép, đồ điện tử, 77 triệu điếu thuốc lá và 44 tấn thuốc lá sử dụng tẩu nước. Trong khuôn khổ hợp tác hải quan Nga SEM, theo bà Nga, Cục Điều tra chống buôn lậu đã phối hợp và triệt phá chiến thắng nhiều chuyên án. Đơn cử, từ thành lập nguồn thông tin tình báo của Hải quan Trung Quốc, Hải quan Việt Nam đã chuyển hóa thành vụ nắm giữ 5,3 tấn giấy TT tại cảng Hải Phòng tháng 3 năm 2019, 8,3 tấn giấy TT tại Bà Rịa Vũng Tàu tháng 5 năm 2019. Đáng chú ý, tháng 2 năm 2019, Hải quan Việt Nam đã phối hợp với Hải quan Trung Quốc dàn xếp thông tin tình báo để điều tra một đường dây tội phạm ma túy có phạm vi hoạt động tại Trung Quốc, Việt Nam và Đài Loan Trung Quốc. Trên cơ sở thông tin nhận được, Cục Điều tra chống buôn lậu giả chuyển toàn cục thông tin để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh phục vụ công tác điều tra phá án trong chuyên án mang bí số 118. Ngày 11 tháng 5 năm 2019, Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cục Điều tra chống buôn lậu và một số lực lượng chức năng đã triệt phá chiến thắng chuyên án 118, thu giữ hơn 500 kg ma túy ketamin, nắm giữ 4 đối tượng có quốc tịch Đài Loan và Trung Quốc. Hải quan Việt Nam cũng đã cung cấp ban chuyên án 318 từ kết quả nắm giữ 300 kg ma túy metafetamine tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyển tiếp thông tin cho Hải quan Philippines nắm giữ 276 kg ma túy cùng loại vào tháng 4 năm 2019. Ngoài ra, Hải quan Việt Nam cũng đã hợp tác với Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu dàn xếp thông tin và cung cấp lẫn nhau trong phòng chống an gian mến mại, hàng giả, hàng nhái. Điển hình như sự phối hợp chặt chẽ với tập đoàn Đức, làm rõ ràng các sai phạm của công ty cổ phần ô tô Euro Auto trong vụ buôn lậu xe về Việt Nam năm 2016.